Xin chào mọi người, lại là mình đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token Big Baby Dogger nhé. Tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm nhiệm vụ chat report. Ok, mọi người sẽ bấm bắt đầu này. Trước tiên mọi người sẽ nhập mã captcha cho mình. Rồi, mọi người bấm join Aerodot. Join vào tất cả các nhóm group trên new của Telegram. Follow kênh Twitter, fanpage Twitter. Sau đấy follow kênh Reddit. Không biết có nhiệm vụ Reddit là bài đăng không? Bấm vào kênh Reddit này. Follow. Ok, quay trở lại. Bấm submit cho mình. Bấm đôn. Copy profile link của kênh Twitter rồi dán vào đây. Như thường lệ mọi người chỉ cần copy cái đoạn link này nhá. Sau đấy mọi người dán vào đây, sau đấy mọi người xóa chữ username đi. Mọi người có thể viết username của mọi người vào đây nhá. Username Twitter đấy. Thì mọi người không cần vào trong username và không cần vào tài khoản Twitter mọi người lấy đúng không? Đấy, như vậy mình làm xong đúng không? Bây giờ mọi người sẽ gửi địa chỉ ví. Mọi người lấy địa chỉ ví Binance ở trên Truth Wallet hoặc ở trên MetaMask, sau đấy mọi người gửi vào đây cho bot nhá. Ok. Copy profile link của kênh Reddit thì mọi người sẽ làm như mình đây. Bấm vào kênh Reddit này, sau đây bấm phần 3 gạch cho mình. Tiếp theo bấm vào tên hiển thị này. Tiếp theo bấm vào đây. Và bấm vào quyển vở có hình ô vuông, hai ô vuông đây. Đấy, sao chép. Gửi link. Ok. Bạn đã join vào kênh Channel AirDrop chưa thì bấm đôn. Ok ok, thế thì phải làm lại link cho mọi người nhé. Bây giờ mọi người sẽ bấm vào Twitter này. Mở Twitter lên. Bấm theo dõi kênh Aerodot này. Sau đấy kéo xuống dưới này. Sao chép đây cho mình. Bấm thích này. Bấm retweet này. Trích dẫn tweet này. Copy username của nó nhé. A còng này. Gì đây, mình quên lại, để mình lượm lại nhá. Mình nhớ đấy. Không có đây. AirDrop King New nhá. Đấy, mọi người copy cái này, username này. Sau đây bấm tít này. A còng AirDrop King New. Đây là kênh liên kết của nó nhá. Đấy. Như vậy là xong nhá. Sau đây mà bấm tít lại xong. Rồi. Mọi bấm vào chữ xem, chỗ này nó có chữ xem này, bấm vào chữ xem này. Rồi. Bấm vào đây. Sau đây bấm sao chép liên kết. Quay trở lại bot gửi link vào đây. Rồi, ok. Bây giờ mọi người sẽ bấm start it để mọi người check số dư. Ok. Mọi người sẽ nhận được bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 tỷ à? À 5 triệu với 500 nghìn nữa. 500 triệu à? 500 triệu token Big Baby Dogger nữa. Dự án này nó sẽ kết thúc vào 17 tháng 7 này mọi người nhé. Nên mọi người nhanh tay làm nhé. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người một dự án nhận token Big Baby Dogger nền tảng BSC. Anh em nào quan tâm thì có thể tham gia vụ án này nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những dự án tiếp theo cũng như có thể nhiều video hơn nữa nhé. Tạm biệt mọi người.